xã hội này như mình làm việc, mình nói chuyện, mình động dụng, mình lại thấy là khi mà con người họ không có được thanh lọc đó, họ có rất nhiều tiềm thức giới hạn đó. Mà cái đó là tại sao mà còn khổ, những cái chi kiến lăng tăng lợn tợn, họ không có thấy được, cho đến khi mình phải nói là họ mới hiểu được. Ngay cả các bạn làm việc chung với tâm cũng vậy. Nhưng mà mỗi lần vậy là các bạn ấy thông. Mà công nhận là trong cái vị trí mà mình chia sẻ cái trí tuệ, cái chỗ giải thoát đó đó, thì cái đó phải đòi hỏi kiên nhẫn thì thôi luôn. Bao nhiêu các bạn thấy là có những cái vấn đề nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà nhưng có những vấn đề không không có nghĩ tới, nhưng mà khi mà thầy mình nói ra nó giống như một cái tia sáng nó lóe ra vậy, mà các vị thấy cái vấn đề rất là đơn giản. Bao nhiêu bạn thấy cái điều đó? Sự thuần khiết của các bạn càng tăng trưởng, các bạn cũng có cái khả năng đó, nó gọi là trí tuệ đấy, gọi là sự sáng suốt, chính là trí tuệ. Mà làm sao có thể có được cái sáng suốt, cái trí tuệ thuần khiết, càng không có làm cái gì trí tuệ càng cao, quý vị nhận được không? Cái này good job. Cái này thật sự thầy mình cũng đâu có bao nhiêu tuổi so với lại phần đông các người đây, nếu thầy mình quân tập những cái hiểu biết này, thầy mình quân tập tới giờ không có được nhiêu hết á, làm sao thầy mình có thể nói được những cái lời nói này, trừ khi cái đó là do cái trí tuệ thuần khiết mà nói, cái tuệ bát nhã mà nói, các vị nhận được thực sự là không có cái gì hạnh phúc bằng mình làm việc với cái tâm Đà La Ni, làm việc chia sẻ cái sự giác ngộ giải thoát, không có cái phúc lành nào mà bằng cái điều đó, đó là một phúc lành. Còn khi mà tại thỉnh thoảng thì mình cũng phải chạm vào các pháp thế gian để mình có thể làm thành tựu lan tỏa chân lý, thì theo mình mới thấu hiểu được cái những cái điều này để mà mình vừa chia sẻ, để mà các vị ở ngoài kia khi đang tiếp cận ngoài đời, tiếp cận với xã hội, tiếp cận với thế giới mà còn bị cái nghiệp lực tham sân si làm chủ nhiều đó, thì các vị cũng sẽ bắt đầu sinh khởi cái trí tuệ, cái chánh tư duy mà cho mình có cái sự tự do giải thoát, sự hiểu biết, và để sống được an lạc, sống được lưu thông, được hanh thông, mà luôn luôn tăng trưởng trí tuệ đó. Thế mình thấy cuộc sống này trên hành trình giác ngộ này nó đẹp không thể nào diễn tả, không có cái gì có thể so sánh bằng. Không có một cái thử thách nào mà nó không phải là cái cội nguồn của cái trí tuệ, khi bạn sống bằng cái tâm Đại Bi Đà La Ni, có bạn nhận được không? Phiền não nó càng có chừng nào thì lại cho các bạn thấy là cái Đà La Ni nó rộng lớn chừng nào, và cái phiền não của thế gian này nó nhỏ bé tới chừng nào, nếu các vị chịu tu. Các vị đã biết được cái tâm giác, cái tâm Đà La Ni đó rồi, mà các vị có chịu thực hành hay không để mà càng thấy được cái sự vi diệu của cái tâm bát nhã đó. Phải thực hành mới thấy. Đạo là đến để thấy, đi có tu thì có đi thì có tới, đại khái như vậy. Đi có tu thì có chứng, tu mà đúng con đường là sẽ nếm được cái hương vị giải thoát trên từng bước, càng bước mình sẽ càng thấy mình gần hơn, càng bước mình càng thấy trí tuệ mình lưu thông hơn, càng bước mình càng thấy mình có chánh tư duy, nhìn thấy mọi thứ bằng cái trí tuệ thật sự, chứ không phải bằng cái suy đoán, không phải bằng cái chi kiến, không phải bằng những cái gì mà nó là cái chi kiến của người khác. Các vị nhận được không? Good job.